Thưa quý vị, đoàn công tác huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo tại huyện Đất Đỏ. Tại buổi làm việc, hai địa phương đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, một số kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo tại hai địa phương. Từ những chia sẻ về công tác quản lý điều hành, những mô hình hay và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của huyện Đất Đỏ, lãnh đạo huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước khẳng định, đây là những bài học quý giá để huyện có thêm nhiều kinh nghiệm, thực tiễn để áp dụng, triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác giảm nghèo tại địa phương trong thời gian tới. Trong chương trình làm việc, đoàn công tác huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đến tham quan tìm hiểu thực tế mô hình tổ phụ nữ làm lưới thuê tại thị trấn Phước Hải và mô hình vận động nhân dân tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo tại thị trấn Đất Đỏ.